ghê quá đi. Đầu đường Hùng Vương đi vào Hồ Thị Kỷ, Hồ Thị Kỷ. Ê, xin chào, lâu ngày không gặp hả? Khỏe hả? Mai khỏe hả? Thấy đầu highlight tự nhiên chưa mọi người? Không cần phải tốn nhiều tiền thôi nha. Rồi đây là từ đầu đường Hồ Thị Kỷ, phố ăn uống ẩm thực. Từ đây, từ đầu nơi bắt đầu đi vô trong đây hướng này. Đồ nướng, trà, trái cây, rất là nhiều món. Má cảo. Dạo dọc qua cái ao nước đã trong vô làm đồ nướng với mì ăn gì free ra. Gà nhựa nướng ha, nó kêu gà nhựa nướng. Đâu quá. Lấy. Nè cho anh mượn cái nè. Được em biết mà không phải em đang nhớ tên nó mà. Anh biết, cảm ơn. Em đang nhớ tên nó mà lâu quá không có nhớ tên. Nhớ đi. Đáng là nhớ. Để gì ta? Cái gì chị? Dương trước là ở cuốn món đầu tiên hải dương ở khu ẩm thực gọi Thái Lan đẹp. Trộm bạc nứa ở bình thường gọi trộm cua sống không bạc nứa, còn Thái Lan nó trộn với cua sống. Cái này là răng mực xào cả ớt bơ tỏi gì đó. Răng mực đó. Ăn gỏi cua tươi ngon. Đây là nấm dê. đâu cắn cái kiểu mà nó ngon ngon chút anh lên hình cái. Được rồi, thử đi rồi cho biết ý kiến nào. Ăn luôn cây xả. Đừng ngại đâu lấy xả đâu. Chào hàng ghê quá đi. Vị gì của mỗi quý là vị gì? Rồi TV vị gì? Lấy video kìa. Hỏi cái cây coi. Được nha, recommend. Quý vị món này mấy đứa ăn thì cũng ngán lắm, cưng mà. Đây là kết thúc đường khu ẩm thực của ở đây pha nấu dở hơn bên từ gì để mua ăn thử pha nấu từ pha nấu làm không có tiếng hơn. Cuối cùng quán cuối cùng hủ tiếu ốc, ba lấu ốc. Bởi vì mà có đạo diễn đồ cụ bỏ thêm vô. Anh review đi. sôi sôi. Có nhiều nữa hả? 6/10 nè. Riêu mà nấu rồi cái nước cực kỳ ngọt. Nếu mà nấu cháo riêu này bỏ riêu. Nó dùng riêu mà nấu nước nó đẹp. Nè nè. Nó lâu không? Nó lâu mà vậy nữa hả? Đúng rồi, nó còn nấu trong này nè, có rất nhiều lắm. Ăn với bánh mì. Ai mà muốn giảm cân là cứ ăn mấy món này nha, giống Quý nè, nó giảm cân á, chuyên gia giảm cân. Keto giảm cân ăn với phá lấu ốc bánh mì. Món gì? Xíu mại cua. Xíu mại cua à? Thấy không? Phố rổ rồi, giảm dữ rồi, hương vị nó trời. Chấm với nước tương. Cái này nó có thịt băm, cái mày cua không? Băm á. Bình thường quá. Giờ nó mới lên đèn, lúc mình vô nó chưa có lên đèn. Rời cuộc chiến, mọi người đang rời cuộc chiến, đang rời khỏi vùng chiến sự, một cách an toàn, say sưa. Giờ mình đi thôi. Trường tiểu học